nhân quyền ở Afghanistan không nằm trong lợi ích quốc gia của Mỹ. Ngày 15 tháng 8 năm 2021, chính quyền do Mỹ dựng lên ở Afghanistan đã chính thức sụp đổ với việc Tổng thống Ghani bỏ chạy khỏi đất nước và Taliban tiến quân vào Kabul. Sự sụp đổ này thảm hại và bẽ bàng đến nỗi báo chí phương Tây phải ví nó với đoạn kết của chế độ Sài Gòn 46 năm trước. Tạp chí The Economist đặt câu hỏi làm thế nào mà một chính phủ với 350.000 binh sĩ được huấn luyện và trang bị bởi những quân đội tốt nhất trên thế giới lại sụp đổ nhanh chóng như vậy. Việc nhiều binh sĩ Afghanistan đầu hàng hoặc bỏ chạy trước khi Taliban nổ súng khiến biến cố này càng nhục nhã hơn. Nếu ta nhớ rằng Taliban chỉ có không quá 200.000 người và chủ yếu được trang bị vũ khí mà họ thu giữ được từ kẻ địch. Nhưng sau khi lãng phí 2.000 tỷ USD và sinh mạng của 2.300 lính Mỹ trong 20 năm chiến đóng Afghanistan, nước Mỹ có nghĩ mình đã thất bại không? Không, ngược lại là khác. Khi trả lời phỏng vấn đài CNN hôm 15 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công. Ông nói, chúng ta đến Afghanistan cách đây 20 năm với một nhiệm vụ, và nhiệm vụ đó là đối phó với những kẻ đã tấn công vào ngày 11 tháng 9 của chúng ta, và chúng ta đã thành công trong nhiệm vụ đó. Đồng thời, ở lại Afghanistan thêm một năm, 10 năm nữa, không phải là lợi ích quốc gia. Tổng thống Mỹ Biden sau đó một ngày cũng nêu vấn đề tương tự trên CNN. Ông Biden cho rằng, sứ mệnh của Hoa Kỳ ở Afghanistan là chống khủng bố chứ không phải xây dựng đất nước này. Như vậy, nước Mỹ tuyên bố rằng nó đã làm xong việc ở Afghanistan, đống đổ nát mà nó để lại ở Afghanistan, sinh mạng và tương lai của người dân Afghanistan hay nhân quyền và dân chủ ở quốc gia này, tất cả đều không nằm trong mối quan tâm của nó. Sự sụp đổ chóng vánh của chính quyền Kabul đã tiết lộ nhiều sự thật. Nó cho thấy những lực lượng chính trị do Mỹ dựng lên chỉ là những chính quyền bù nhìn và những chính đảng đánh thuê, không có khả năng tồn tại khi Mỹ rút quân hoặc cắt giảm viện trợ. Nó cho thấy nhân quyền chỉ là cái cớ để Mỹ bành trướng ra nước ngoài, chứ không hề nằm trong lợi ích quốc gia của Mỹ. Nhưng sự thật này là đòn đánh mạnh vào niềm tin của nhiều nhà chống cộng Việt, những người vẫn đang ôm tưởng rằng Mỹ sẽ giúp họ lật đổ nhà nước Việt Nam. Và lý do nhân quyền, nhiều người trong số họ đang buồn bã khi nhìn thấy số phận của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, khi bình luận rằng không theo Mỹ thì bị Mỹ tìm cách lật đổ, mà theo Mỹ thì bị Mỹ bỏ rơi, đằng nào cũng chết. Những gì đang diễn ra ở Afghanistan có khiến các nhà chống cộng gốc Việt tự vấn bản thân không? Họ có thấy hổ thẹn khi cứ treo bên mình cái vỏ bọc đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam đi kèm với sự phụ thuộc, lệ thuộc vào nước ngoài, hay khư khư cái logo chỉ có theo Mỹ, Việt Nam mới có dân chủ nhân quyền đích thực?